À, trên tay mình đây là một cục tamper OCD hỗ trợ lò xo cân bằng lực. Thì hôm nay mình sẽ làm một thí nghiệm với hóa chất. Thì thí nghiệm này á, mình sẽ ngâm cục tamper OCD này vào dung dịch muối để kiểm tra coi độ ăn mòn và khả năng bảo vệ chất liệu của cái cục này. 1 lít nước. Rồi mình sẽ đổ vào một cái khay nhựa. Rồi mình sẽ đổ lấy 50g muối. Rồi mình sẽ này đổ này vào trong nước, mình khuấy đều nó lên. Rồi sau đó mình sẽ ngâm cục tamper OCD này vào. Đây mình sẽ ngâm trực tiếp vào đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm trong 10 phút và mọi người hãy chờ kết quả sau 10 phút. Đây thời gian nó nằm ở bên này. Rồi, cái này qua 10 phút nè. Đó, mọi người có thể thấy. Đây, rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cục này ra để mình kiểm tra xem coi nó có nó như thế nào, có bị đổi màu hay là. Thì sản phẩm khi ngâm xong nó hoạt động vẫn là tốt, vẫn bình thường, không bị vấn đề gì hết. Đó, mình ấn nén vẫn bình thường. Thì mình ngâm và dung dịch muối tầm 10 phút thì mình đánh giá là tốt, nó không có bị ảnh hưởng. Tức là ngâm xong mình sử dụng vẫn bình thường nè, khả năng bảo vệ nó tốt. Thì anh chị nào mà muốn sở hữu cái cục tamper OCD này thì mình nên tìm một số đơn vị cung cấp uy tín để có thể sử dụng được cái sản phẩm tốt nhất.